Chào bác đã đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe đua Sava High Speed 700C, một thương hiệu xe mà nó đã quá quen thuộc với các bác về cái độ làm những chiếc xe đạp bằng khung carbon rất là chắc chắn, nó phải là đứng đầu thế giới về làm khung xe đạp bằng carbon. Đấy, thương hiệu của Đức. Được trang bị bộ gạt đĩa Clasit, đằng sau là đề AC da, toàn bộ phần khung là khung carbon. Mức giá là bên em đang bán mức giá chỉ là có là 10 triệu 8 à, 10 triệu rưỡi cho một chiếc xe full khung carbon thương hiệu Đức. Đấy, lớp sơn vẫn còn nguyên bản là do quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là cái lớp sơn của nó không còn mới như mới 100% được, nó sẽ có một vài vết xước và cộng với cả là cái màu sơn của nó cũng sẽ bị phai nhạt. Để sau AC ra còn một tổng thể chiếc xe thì còn rất là đẹp. Carbon để gạt đĩa rồi là Clasit. Đấy, phía trên này cũng được trang bị đôi tay bấm Clasit làm đồ Shimano. Đấy, phanh 3 mảnh đánh nhau vẫn là 700C. Đùi đĩa Shimano Sora. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, giống ngang từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Giờ chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng mét 55-56 đến 75-76 đi là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà. Thì chiếc xe này đang bán bên em mức giá là 10 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe và đang đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video và gặp lại các bác trong những video lần sau.